Thưa quý vị, vừa qua truyền thông trong nước đồng loạt đăng tải thông báo mới nhất của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Nghị định 161 của Chính phủ. Theo đó, không có ai trong số gần 3.000 giáo viên hợp đồng lâu năm tại Hà Nội có đủ điều kiện để xét đặc cách vào biên chế. Điều này đi trái lại lời hứa của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi trong phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân Hà Nội, ông Chung cho biết sẽ đặc cách cho tất cả giáo viên hợp đồng nếu đạt 3 điều kiện là giáo viên có hợp đồng và có đóng bảo hiểm ít nhất 5 năm trở lại đây, có kiểm tra đảm bảo sức khỏe, có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm. Trong khi đó, kết luận không xét đặc cách các giáo viên hợp đồng được cho là chiếu theo khoản 7 điều 2 Nghị định 161 năm 2018, rằng người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư, và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Với kết luận này, nhiều giáo viên từng có thời gian giảng dạy từ 5 năm đến 20 năm vẫn sẽ phải trải qua kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bằng hai hình thức, thi tuyển hoặc xét tuyển mà không có bất kỳ ưu tiên gì. Một giáo viên hợp đồng tại Hà Nội không muốn nêu tên cho biết cô rất lo lắng vì sau khi đã dạy học mấy chục năm, gần đến tuổi về hưu mà bây giờ phải đi thi công chức. Với như tuổi chúng tôi mà với thi và xét tuyển với độ tuổi của tôi, bây giờ là tôi sắp đến tuổi tôi về hưu rồi. Mà đợt này mà thi công chức mà không đỗ là sẽ chúng tôi phải rút lại hợp đồng. Không chỉ Hà Nội, trước đây giáo viên hợp đồng tại nhiều địa phương khác cũng phải chịu nhiều bất công, như vụ 376 giáo viên tại Thanh Hóa bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng. Vụ 200 giáo viên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải làm đơn kêu cứu vì cơ quan chức năng địa phương đe dọa chấm dứt hợp đồng. Hay vụ 550 giáo viên ở huyện Rong Park, tỉnh Đắk Lắk bị Ủy ban Nhân dân huyện Rong Park ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Theo thầy Đỗ Việt Khoa, hiện đang giảng dạy cấp trung học phổ thông tại Hà Nội, đây là một bất cập rất lớn. Chính phủ đã không chuẩn bị các phương án cho các giáo viên hợp đồng. Bây giờ không có một ưu tiên gì là rất thiệt thòi cho giáo viên hợp đồng. Thầy Khoa cho biết, thực tế không riêng Hà Nội, mà trên cả nước, có rất nhiều thầy cô giáo đã có hợp đồng 10 năm, 20 năm, thậm chí 24 năm như ở Thanh Oai, Hà Nội, vẫn không vào được biên chế. Để tìm hiểu thêm, hôm 13 tháng 9, đã cho tự do trao đổi với cô Huỳnh Thị Xuân Mai, một giáo viên trung học có nhiều năm kinh nghiệm, bị ép nghỉ việc vì lên tiếng cho sự thật, cho biết. Em sau này ra trường là giải hợp đồng không à, chứ không có được vô biên chế. Mà các em đó thì nó nói như vậy, nó là muốn vô hợp đồng là phải nộp 50 triệu, nộp thẳng với phòng giáo dục công khai luôn. Mà cái này là mình chỉ nghe mấy nạn nhân người ta nói lại thôi, chứ mình không có bằng chứng, cho nên mình cũng không biết như thế nào. Nhưng mà chị nghĩ cái chuyện mà tiêu cực mà giáo viên hợp đồng là chắc chắn là có. Tại vì họ mình đi dạy giáo viên trong biên chế đàng hoàng mà hiệu trưởng còn tiêu cực đây, nói chi mà giáo viên hợp đồng. Theo cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai, giáo viên hợp đồng như cá nằm trên thớt, hiệu trưởng muốn giết lúc nào cũng được. Cô Dung, một giáo viên hợp đồng dạy cấp mầm non cho đã cho tự do biết hôm 13 tháng 9 về những khó khăn của giáo viên hợp đồng. Dạ thì nói chung thì giáo viên hợp đồng thì cũng nói chung thì có niềm lo là mình tại vì làm thì mỗi năm như là nếu mà có giáo viên biên chế vậy thì hợp đồng mình có thể bị cắt, nên là chỉ có lo lắng chỗ đó thôi. Theo em được biết á thì hình như là mình phải thi công chức á, vì mấy cô trung trường á thì cũng phải thi công chức mới vào được. Đa số thì ở trường em thì đa số cô nào cũng hợp đồng hết trơn, thời gian rồi mới nộp hồ sơ mới vô đó, ít ai mà mới ra trường mà được vô lắm. Đó thì phải khác cái chứ, mình bình thường ở trường thì mình là giáo viên hợp đồng thì lúc nào mình mới sao giáo viên biên chế rồi. Ở cái nói chung là những cái thi đua hay là hoặc là những cái sự kiện gì của trường hoặc là gì nó cũng ưu tiên cho chứ. Giáo viên hợp đồng thì thường thường thì tại trường em lúc nào cũng thiếu hết trơn á, chứ thường thường thì nói chung là cũng thì cái cô hiệu trưởng thì cổ cũng nói là nếu phòng mà đưa về đủ thì bắt buộc phải cắt. Nhưng mà mình cũng lúc nào mình cũng lo sợ vậy đó, nếu mà mình không được vô biên chế thì lỡ mà phòng điều mấy cô hợp đồng về người ta về hết đó, thì mình có nguy cơ mình bị cắt vậy thôi. Cố gắng, khi hiệu trưởng thì cũng nói là cố gắng để giữ mình lại, nhưng mà nếu mà phòng đưa về đủ thì mình phải chịu. Thầy Đỗ Việt Khoa cho biết,
Việc thi vào biên chế chỉ xuất hiện khoảng hơn 10 năm nay. Trước đây chỉ có xét vào biên chế. Theo thầy Khoa, việc bắt thi vào biên chế là hết sức bất cập. Nó không thể hiện được năng lực người giáo viên. Nó cũng chẳng chọn được người tài. Thầy nói tiếp. Nhưng nó có một cái tác dụng rất lớn là nó vẽ ra được một kỳ thi và giáo viên phải trả tiền. Có rất nhiều giáo viên, bạn bè của tôi, những cái đồng nghiệp của tôi đấy, để vào được, thi được vào tuyển dụng, tôi phải chạy cho hiệu trưởng 200 đến 300 triệu đồng. Đấy, nó tồi tệ ở chỗ đó. Nhà giáo tuy được xã hội trọng vọng vì là người truyền chữ cho thế hệ mai sau, nhưng khi đứng trước khó khăn, họ không có đủ sức mạnh tập thể để nói lên tiếng nói của mình, đặc biệt trong hoàn cảnh này. Ngay cả muốn lên tiếng để binh vực cho hàng ngàn giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc do chính sách của nhà nước về biên chế, xem chừng cũng khó khăn. Vậy thì làm sao họ dám nghĩ đến việc khác, hệ trọng hơn, đó là góp ý kiến giúp chính phủ thay đổi chính sách giáo dục quốc gia, chấn hưng nền giáo dục nước nhà.